Chúc mừng em bé. Cảm ơn toàn thể gia đình. Ký tên N. N. Con Nhã à? Vãi. Mùi nước hoa 212. Này, chứng tỏ là con mặt giặc này nó đã công khai khiêu chiến rồi đấy. Lần này nhá, mày mà để cho nó đè đầu cưỡi cổ một lần nữa, chị khinh mày đến tận già luôn đấy. Giận đến tận già luôn. Lần này là thật đấy. Nếu như lúc đó không có em là không được đâu đó. Công việc không có em không được. Hay là... hay là gì? Anh nghe điện thoại đi. Alo. Tiện không? Tôi nói mấy câu. Nói đi. Nhờ anh chuyển lời tới cô gái khí chất của anh. Là Hoa, quà và cả sự khiêu khích của cô ta. Tôi nhận đủ rồi. Cảm ơn giúp. Bố ghét em, do bố nghĩ mẹ mất vì sinh em ra không? Bố đẻ ra ba đứa chúng con, mà tại sao chỉ có một mình nó là não sắp xếp lộn xộn ấy? Có khi chính vì não sắp xếp lộn xộn cho nên nó thông minh nhất nhà con ạ. Em chưa thể hiểu hết được tất cả mọi chuyện. Một ngày là vợ chồng, cả đời là nghĩa vợ chồng. Giờ bố chẳng còn gì ngoài sự già nua, lẩm cẩm. Nhưng bố có tình yêu và một ngôi nhà, để bất cứ lúc nào các con cũng có thể trở về.